Ngày 2 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch thành phố Cần Thơ bao gồm toàn bộ thành phố Cần Thơ với tổng diện tích tự nhiên là 1.440,40 km², gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 5 quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và 4 huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, thành phố Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô, là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ là thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và tư duy kinh tế của doanh nghiệp, người dân gắn với thực hiện chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột chính: kinh tế số, xã hội số, chính quyền số. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách nhằm huy động tối đa và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm có tính chiến lược và lan tỏa.